Chào buổi sáng cả nhà ơi, mọi người ơi, có thấy cô ngựa thân yêu của mình không? Sáng là cô chào buổi sáng cả nhà nè. Mà con hello, lại đây nè. Cho con cà rốt nha, đi lại đây. Đà, cô đang tiến gần tới nha cả nhà. Sáng bữa nào là mình cũng cho cô ta ăn một củ cà rốt hết á, để cho bổ mắt. Rồi ngoảy đuôi đi rồi mừng lắm. Ăn cho mắt sáng mắt đẹp nha con, lại đây nè. Tối con ngủ ngon không? Cà rốt của con nè, good girl. Giỏi quá, con ăn đi. Ăn cẩn thận nha. Nhìn khu nông trại của mình đó hả? Nó ngồi, nó đứng ăn cà rốt rồi cả nhà. Thương quá rồi, con khỏe nha. Chị chuẩn bị đi làm, have a nice day. Chúc con một ngày vui vẻ nha. Chào cả nhà đi con. Giỏi.